quý vị, Công an phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến tại một quán Internet trên địa bàn. Trong quá trình tiếp cận các đối tượng, một cán bộ công an đã bị đối tượng dùng mã tấu chém vào đầu, nhưng rất may không bị nguy hiểm đến tính mạng. Điều nghiêm trọng là ngay sau đó, người nhà và bạn bè của đối tượng chém công an phường đã lên mạng xã hội vu khống ngược lại. Trước vấn đề này, ngay lập tức phóng viên ANTV Lâm Đồng đã tìm hiểu và làm sáng tỏ vụ việc. Khoảng 12 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2015, sau khi nhận được tin báo tại một quán Internet trên địa bàn giáp danh giữa phường 9 và phường 10, gần trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, chuẩn bị xảy ra một vụ thanh toán giữa hai nhóm thanh niên mà nguyên nhân là từ việc vay nợ tiền, công an phường 10 đã cử tổ công tác đến giải quyết. Khi phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Minh, sinh năm 1993, là đối tượng quậy phá, có một tiền sự trú tại 16 cư xá Hùng Vương, phường 9 thành phố Đà Lạt, có dấu cây mã tấu dài 55cm trong tay áo. Trung úy Trần Vũ, cán bộ công an phường 10, đã yêu cầu tên Minh bỏ vũ khí, thì Minh lấy dao ra chém. Trong quá trình truy đuổi, Minh đã dùng mã tấu chém một nhát vào đầu đồng chí Vũ, nhưng rất may do đội mũ bảo hiểm nên đồng chí Vũ không bị thương. Khi bị tước mã tấu, Minh cùng đồng bọn quyết liệt chống trả lại, nhưng đã bị tổ công tác cùng quần chúng nhân dân kịp thời khống chế và bắt giữ. Tôi tới sát tên Minh cách khoảng 2-3 mét thì tôi mới kêu là yêu cầu anh bỏ dao xuống. Thì bất ngờ tên Minh là một tay là kéo vạt áo ra, một tay là cầm con dao lao về phía tôi chém. Thì thấy vậy tôi mới chạy ngược, đi ngược lại phía sau để tránh. Thì tôi đưa cái roi điện lên tôi bấm thì nó nổ. Thì sau khi roi điện nổ thì tên Minh quay đầu bỏ chạy. Hơi ngoài người lại phía sau vẫn cầm con dao dài khoảng 50cm chém về phía tôi. Hắn không thấy nhưng mà hắn vẫn chém. Khi các đối tượng được đưa về cơ quan công an, thấy Minh bị thương, người nhà đối tượng đã gây áp lực đòi đưa Minh đi cấp cứu. Minh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Nhưng sau đó, người nhà tên Minh đã yêu cầu chuyển viện. Và hiện Minh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh. Sau sự việc này, người nhà và bạn bè đối tượng Minh đã lên mạng xã hội vu khống công an phường 10 hành hung khiến Minh bị thương. Tuy nhiên, kết quả điều tra đã khẳng định hành vi của Minh cùng đồng bọn đã trực tiếp xâm phạm sức khỏe của người đang thi hành công vụ. Đặc biệt, vu khống lực lượng chức năng nên công an thành phố Đà Lạt đã củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm minh hành vi chống người thi hành công vụ của Nguyễn Ngọc Minh và các đối tượng có liên quan.